Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tới với channel Chuyện Bên Nôi của tụi mình. Thì như cái tiêu đề của video thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thay đổi trong thói quen sinh hoạt, thay đổi trong thói quen ăn uống cũng như là những cái bài tập thể dục nhẹ nhàng mà mình đã thực hiện nhằm mục đích đó là lấy lại sự cân bằng hormone trong cơ thể của chính bản thân mình. Mình xin nói rõ một chút, đó là mình không phải chuyên gia cũng không phải bác sĩ gì trong vấn đề này hết. Mình chỉ là một người đang trải qua những cái triệu chứng của mức cân bằng hormone và mình chính bản thân mình phải đi nghiên cứu những cái nghiên cứu ở nước ngoài những cái thay đổi làm sao để lấy lại cân bằng hormone trong cơ thể. Thì mình cảm thấy những cái thay đổi này thực sự hữu ích, giúp ích cho bản thân mình nên mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Mình hy vọng là những gì thực sự giúp mình cũng sẽ giúp một phần nào đó cho các bạn đang mất cân bằng hormone nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào video thôi. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu những cái cách để duy trì và cân bằng hormone trong cơ thể á, thì mình đã nhìn nhận lại bản thân mình một chút, đó là lý do tại vì sao mà mình bị mất cân bằng hormone. Thứ nhất đó là trong khoảng thời gian đại học của mình, khoảng 1 đến 2 học kỳ cuối thì mình có rất là nhiều project phải thực hiện. Và cứ mỗi project như vậy mình không thực sự chú tâm trong suốt cái khoảng thời gian dài của học kỳ, mà mình chỉ dành khoảng 1 tuần cuối cùng để chạy project. Và thông thường là khoảng 2 đêm cuối mình sẽ thức trắng để hoàn thành cái project của mình. Ngoài ra thì mình còn là một con nghiện phim Hàn Quốc. Một bộ phim khoảng 16 đến 20 tập thì mình sẽ đợi cho nó ra hết. Sau đó thì mình sẽ dùng khoảng 2 ngày để cày hết bộ phim đó. Mình dám chắc là cũng nhiều bạn làm giống như mình đúng không? Thực sự không tốt tí nào hết. Chính tay của mình đã bóp nát cái đồng hồ sinh học của bản thân mình. Sau một khoảng thời gian dài như vậy thì mình cảm thấy là mình rất là khó ngủ, mình không thể ngủ được. Và mỗi lần mình ngủ dậy thì cảm thấy rất là mệt. Mình rất hay bị mơ thấy ác mộng, và những cái cơn ác mộng đó của mình thường là mình bị người ta đuổi bắt, chỉ chạy rất là mệt. Và khi mà mình thức giấc thì mình cảm thấy như là mình vừa trải qua một cơn khổ sai chứ không phải là ngủ dậy nữa. Về thói quen ăn uống thì như mọi người cũng thấy đó là khi mà áp lực công việc nó lên quá nhiều, và ngoài công việc ra thì chúng ta còn muốn dung hòa về những cái việc về vui chơi, giải trí, quan hệ bạn bè nữa. Việc ăn uống tất nhiên là không được chú trọng. Có nhiều khi chúng ta sẽ phải ăn vội một bữa ăn ở ngoài, chỉ là một tô bún, một tô bánh canh, hoặc là chúng ta đi ăn cái quán thức ăn nhanh, thì những thức ăn đó hoàn toàn không tốt cho cơ thể của chúng ta và làm cái sự mất cân bằng hormone ngày càng trở nên tệ hơn. Rồi thì do ăn chơi quá nhiều, do hoạt động quá nhiều thì không còn thời gian để tập luyện nữa. Như lúc trước thì mình có đi bơi nè, tập yoga nè, tập thể dục các kiểu, nhưng mà gần đây thì hoàn toàn không. Cái lịch trình của mình hoàn toàn bỏ trống cho những cái hoạt động về thể chất. Việc này nối tiếp việc kia làm cho cái sự mất cân bằng hormone của mình ngày càng trở nên tệ hơn. Cho nên mình đã quyết tâm thay đổi về thói quen sinh hoạt, thay đổi về thói quen ăn uống cũng như là tăng cường các hoạt động thể chất để giúp cho cơ thể của mình lấy lại được sự cân bằng hormone. Nếu như mà nói về cái sự thay đổi về thói quen sinh hoạt thì điều đầu tiên mình muốn thay đổi đó là về giấc ngủ của mình. Thì như mình đã chia sẻ đó là mình khoảng 1 đến 2 năm nay là mình cực kỳ khó ngủ. Mình thường là nằm trằn trọc 1-2 tiếng đồng hồ và hoàn toàn không thể ngủ được. Mình bắt đầu đi ngủ vào khoảng 12 giờ và khoảng 2 đến 3 giờ sáng mình mới ngủ được. Do đó thì gần đây mình đã quyết tâm đó là đi ngủ sớm, 10 giờ đi ngủ và sáng là khoảng tầm 7 giờ mình sẽ dậy. Mình dậy và ăn sáng đầy đủ, sau đó thì làm việc tới trưa khoảng 11-12 giờ thì mình sẽ ăn trưa. Ăn trưa sau đó thì tới chiều tối khoảng 6 giờ tối thì mình ăn tối. Chứ mình không để cho cái khoảng thời gian của mình bị xáo trộn tùm lum tùm la nữa. Còn về những cái gì mà mình ăn uống á, thì mình cũng đã viết một cái bài blog về những gì nên và không nên ăn cho việc mất cân bằng hormone, đặc biệt là PCOS. Mình cũng sẽ để link cái bài viết đó của mình ở phía dưới phần description box cho mọi người cùng tham khảo nha. Thì ở đây mình chỉ muốn nói ngắn gọn đó là chúng ta cần phải ăn những thứ gì tươi sống, những cái gì mà nó không có làm trong nhà máy, những cái gì mà nó không có nhãn mác ghi thành phần dinh dưỡng ở bên trong đó.
rau, thịt. Tất nhiên là các bạn nên ăn cá, bởi vì cá thường là nuôi ở trong tự nhiên như cá biển vậy đó. Thì những loại cá biển thì sẽ tốt hơn so với lại là những cái loại cá nước ngọt, bởi vì cá nước ngọt thì cũng cho người nông dân nuôi. Mình hạn chế cắt bỏ sữa, bởi vì sao? Sữa ở đây là sữa bò, thì những con bò hiện nay đang được nuôi bởi những cái trang trại, họ nuôi trồng cỏ lên và sau đó thì họ cho bò ăn xong thì tiết ra sữa cho chúng ta. Thì chính bản thân những con bò đó cũng đang bị mất cân bằng hormone, và chúng ta uống sữa của những con bò bị mất cân bằng hormone, chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị mất cân bằng hormone. Cái này là mình có nghiên cứu, thực sự có những bài nghiên cứu họ đã viết như vậy, chứ không phải là mình tưởng tượng ra đâu nha. Nếu như các bạn có uống sữa thì tốt nhất hãy tìm những loại sữa organic. Hãy cố gắng tìm những loại sữa mà các bạn biết rõ nguồn gốc của nó là organic nha. Nhưng mà ở thị trường của Việt Nam thì mình không tin là có được những loại sữa đó. Nên là nếu như mà các bạn biết có cái nguồn sữa đó thì comment cho mình ở bên dưới cho mình biết với nha. Mình cũng rất là thèm sữa nhưng mà mình rất là sợ mình không uống sữa. Ba nữa, đó là các bạn tuyệt đối phải tránh xa các thức ăn nhanh, ví dụ như là KFC, Lotteria, Jollibee. Còn về mặt uống thì tất nhiên là các bạn sẽ phải tránh xa những cái loại thức uống có cồn, hạn chế tối thiểu những thức uống có caffeine. Các bạn nên uống là trà mà trà hoa cúc nè, trà xanh nè, những cái loại trà nó tốt cho sức khỏe, tốt cho cái hệ tim mạch và tốt cho cái sự chống viêm nhiễm trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là trà xanh rất là tốt. Cái thứ ba nữa đó là những cái hoạt động thể dục thể thao giúp chúng ta lấy lại được sức khỏe thể chất. Thì đối với những bạn mà đang bị mất cân bằng hormone, mình tuyệt đối khuyên các bạn không nên tập thể dục thể thao ở cường độ mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta bị mất cân bằng hormone có nghĩa là những cơ quan nội tạng trong cơ thể của chúng ta đang bị suy yếu, bị mệt mỏi. Nếu như chúng ta tập ở cường độ cao như vậy nữa sẽ khiến cho những cơ quan nội tạng này càng mệt mỏi hơn và lại càng làm sai nhiệm vụ của nó hơn. Chúng ta cần phải lựa chọn những cái hoạt động thể dục thể thao nhẹ nhàng, những hoạt động nào giúp cho máu huyết lưu thông, sự trao đổi chất trở nên dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ luyện tập những cái loại thể dục thể thao đó. Ở đây mình muốn nhấn mạnh đó là các bạn không cần thiết phải luyện tập thể dục thể thao ở cường độ mạnh, mà các bạn cần phải duy trì nó. Ví dụ các bạn quyết định sẽ đi bộ 3 ngày một tuần thì các bạn cứ phải liên tục đi bộ 3 ngày một tuần, chứ đừng nên là các bạn quyết định là mình sẽ đi bộ và mình đi bộ ngày đầu tiên mình đi bộ 4 km, đi cảm thấy là đi bộ như vậy quá mệt mỏi và mình từ bỏ, tới khoảng một tuần sau mình đi bộ lại thì như vậy hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Như đối với bản thân mình thì mình quyết định sẽ có 3 ngày trong tuần là mình sẽ đi đánh cầu lông. Thì những cái hoạt động cầu lông sẽ giúp mình nhanh nhẹn hơn, trao đổi chất mạnh mẽ hơn. Còn 3 ngày còn lại trong tuần thì mình sẽ hoạt động những cái động tác yoga, những cái động tác giúp mình lưu thông khí huyết, nhất là những cái vùng khí huyết ở phía bên dưới phần tử cung của mình. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái hoạt động khác mà các bạn có thể hoạt động. Các bạn đừng nên giới hạn bản thân mình ở một những cái hoạt động nào hết, bởi vì hoạt động nào cũng tốt cho cơ thể của chúng ta. Nếu như bạn cảm thấy bạn yêu thích ở bộ môn nào thì các bạn cứ đi thẳng tới bộ môn đó và thực hiện. Nếu như mà các bạn luyện tập bộ môn đó khoảng 1-2 tháng và cảm thấy chán thì mình có thể chuyển đổi sang một bộ môn khác mà mình cảm thấy thích hơn. Thì như vậy là các bạn sẽ duy trì được những cái hoạt động của mình, có nghĩa là ngày nào mình cũng có hoạt động, tuần nào mình cũng có hoạt động. Như vậy sẽ tốt hơn là khi mà các bạn nghe mình nói tập yoga tốt thì các bạn đi tập yoga trong khi các bạn hoàn toàn không thích yoga và các bạn chỉ tập được 1-2 tháng mà thôi, thì như vậy cũng không tốt tí nào, đúng không nè. Và đó là những cái gì mà mình đã thay đổi trong thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống cũng như là những cái hoạt động thể dục thể thao mà mình đã thực hiện trong suốt khoảng thời gian vừa qua để giúp cho cơ thể của mình lấy lại được cân bằng hormone. Thực sự những thay đổi đó đã giúp cho mình cảm thấy khỏe hơn rất là nhiều, đặc biệt là về giấc ngủ. Mình đang tiếp tục theo dõi và tiếp tục thay đổi để hoàn thiện tốt hơn những gì mình cần phải làm để giúp cho cơ thể mình cân bằng lại lượng hormone. Trong một cái video ngắn giới hạn chỉ trong khoảng 10 phút thì mình không thể nào nói hết được tất cả những gì mà mình đã thay đổi cũng như là tại sao mình lại thay đổi. Nếu như các bạn thật sự quan tâm
tới sức khỏe của bản thân mình thì hãy tìm hiểu thêm thật là nhiều những cái thông tin cần thiết để mình có thể thay đổi một cái lối sống lành mạnh hơn, ăn uống lành mạnh hơn nha. Bạn có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những cái thắc mắc của các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể kết bạn Facebook của mình để chúng ta cùng nhau trao đổi và nâng cao sức khỏe của bản thân hơn. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like và share cho mình với nha. Đừng quên bấm nút subscribe bên dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.